Đây là tem chống cháy tốt nhất thế giới, 500.000 một đôi. Đây là phụ kiện. Dây này vào cục nam châm này. Dây này vào đi loa, đi đâm đi, đi cục đẩy này. Rất nhiều anh em cứ hỏi là tép này có đảm bảo chống cháy thật hay không, mở to có cháy không, hát có cháy không. Anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy. Đây nha, để cho anh em phân biệt được đâu là tép chống cháy và đâu là tép thụ cản treo lủng lẳng. Cháy là xưa rồi, là quá khứ rồi các bạn nhá. Giờ ai hỏi cháy nữa. Tép hàng rẻ hàng mã mới cháy thôi, chứ còn đây là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới. Riêng một cái phụ kiện như thế này mình xuất ra thị trường là 500.000 rồi. Anh em về chỉ việc dùng thôi, chứ không phải là tép thụ cản treo lủng lẳng bằng ngón tay hoặc là những cái phân tần sơ sài đâu các bạn nhé. Tép chống cháy nó phải trang bị đầy đủ như thế này thì mới gọi là tép chống cháy. Phễu 12x12 này, khung phễu đầy đủ này, dây này vào cục nam châm này. Loại này lắp cho cụ 250, 350 nhá. Loa tép chống cháy 100%, chống cháy tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Cháy là xưa rồi, là quá khứ rồi. Giờ có ai hỏi cháy nữa. Khung màu đen, anh em thích lấy màu nào cũng được. Hàng rẻ hàng mã mới cháy thôi. Còn riêng cái phụ kiện của chúng tôi là 500.000 rồi, chứ không phải là rẻ đâu các bạn nha. Ok.